Nghệ sĩ quyên góp được 200 triệu đồng giúp Thương Tín chữa bệnh. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, Trịnh Kim Chi, Lý Hùng vân vân hỗ trợ và kêu gọi mọi người đóng góp giúp đỡ Thương Tín. Ông nhập viện vì đột quỵ vào chiều 26 tháng 2 sau khi biết tin diễn viên Thương Tín nhập viện cấp cứu. Các nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, Hạnh Thúy đã vào thăm động viên tinh thần ông. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, Lý Hùng còn đóng góp và kêu gọi mọi người ủng hộ giúp đỡ nam nghệ sĩ trả viện phí. Trao đổi với báo chí, Lý Hùng cho biết Thương Tín là bạn diễn của cha anh, nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh. Sau này anh đóng chung một số phim với nghệ sĩ gạo cội như Nước Mắt Học Trò, Mỹ Nhân Sài Thành. Tuy ít gặp gỡ nhưng Thương Tín, Lý Hùng cho hay anh cảm thấy xót xa khi biết tin ông phải nhập viện cấp cứu. Tôi và gia đình đã gửi 20 triệu đồng hỗ trợ viện phí. Số tiền không nhiều nhưng tôi muốn lan tỏa tình cảm, sự giúp đỡ giữa nghệ sĩ với nghệ sĩ, nam diễn viên tâm sự. Nghệ sĩ Hạnh Thúy vào thăm Thương Tín vào chiều 26 tháng 2, chị cho biết đã đóng 10 triệu đồng, số tiền viện phí 2 ngày nằm viện của Thương Tín. Đây là số tiền đạo diễn Việt Hùng gửi anh Tín. Anh em nghệ sĩ đều quan tâm và giúp đỡ anh ấy, Hạnh Thúy giải thích. Nói về hoàn cảnh của Thương Tín, Hạnh Thúy cho biết thêm, tôi mới đóng chung với anh Tín một bộ phim ngắn. Anh em cũng không nói chuyện nhiều, anh ấy khá kín tiếng về đời sống riêng, nên tôi cũng không hiểu rõ. Nhưng tôi yêu thích những vai diễn thời đỉnh cao của anh. Nữ diễn viên cảm thấy mừng khi thấy Thương Tín đã tỉnh táo, chân tay cử động được và có thể trò chuyện, nhận ra từng người. Tôi động viên anh ấy cố gắng chữa trị bệnh, không phải lo tiền viện phí vì có anh em đồng nghiệp hỗ trợ, cô nói. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đã kêu gọi bạn bè hỗ trợ viện phí cho đàn em sau khi vào viện thăm ông. Đến trưa 27 tháng 2, bà chia sẻ với báo chí, số tiền mọi người đã đóng góp cho Thương Tín hiện đã có 100 triệu đồng. Không chỉ giúp cậu ấy có tiền chữa bệnh, tôi cũng muốn hỗ trợ phần nào cuộc sống của anh Tín sau khi ra viện. Nghệ sĩ Trịnh ưu tú Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi mọi người đóng góp ủng hộ diễn viên Biệt Động Sài Gòn chi trả cá nhân. Nữ nghệ sĩ thông báo đã nhận được hơn 76 triệu đồng, cô dự định sẽ trao số tiền đóng góp của mọi người cho bà xã Thương Tín. Vào chiều ngày 27 tháng 2, một tháng trước, Trịnh Kim Chi đã liên hệ với đàn anh và ngỏ lời về việc ông có thể vào ở viện dưỡng lão nghệ sĩ. Tuy nhiên, Thương Tín đã từ chối. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.